Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái dự án tên là Laguna Bình Châu, thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, là một khu du lịch bao gồm rất là nhiều biệt thự nghỉ dưỡng và condotel, là một quần thể du lịch nghỉ dưỡng tại khu du lịch Láng Hàn thuộc Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sau đây Phước Sửu xin mời cả nhà cùng với Phước Sửu tham quan và tìm hiểu rõ hơn về cái dự án khu dân cư này nhé. Rồi, chị Trang ơi, ở đây là cái cầu bắt ra biển hả? Chính xác, cái cầu này là cũng đang là chủ đầu tư đang làm một cái cầu tạm thôi. Còn sau này mình sẽ hệ thống có 3 cái cầu. Chính thống sẽ làm 3 cái cầu đẹp để ra dự án ở ngoài này. Còn cái cầu này là mình đang tạo để cho mọi người có một cái trải nghiệm. Còn cái nhà hàng này cũng là nhà hàng tạm ha. Ra gần biển là có một cái nhà hàng phải không? Nhà hàng này là nhà hàng tạm, còn tới đây nhà hàng của mình là nhà hàng mang hướng là 5 sao, nó là một kiểu khác. Còn đây toàn bộ là chúng ta sẽ làm để chúng ta có cái không gian để chúng ta dẫn khách, chúng ta tổ chức event, mini event, tất cả thế ở trong đây khoảng sức chứa khoảng hơn 300 khách này. Vậy là ví dụ như mà khách hàng hoặc là giống như là trải nghiệm, chính xác, có thể ra đây là cái cắm trại, đúng rồi, chính xác, rồi đúng rồi, ăn uống dịch vụ, đúng rồi, mọi thứ ở đây luôn, đúng rồi, chính xác, và xe thể có bãi đầu xe ra gần tới, rồi đúng rồi. Dạ, thì ở cái bãi biển này cũng khá rộng không, thì em thấy chính bãi xác biển rất là rộng, bãi biển của mình nó dài khoảng gần 800 mét đường bờ biển, đúng rồi, chính xác. Vậy chị hả, thì cái khoảng biển này đã nằm thuộc vào trong cái dự án của mình luôn, chính xác, của dự án mình luôn á. Vậy chị hả? Đây, những cái không gian là mình tạo ra để cho mọi người trải nghiệm đó. Có nghĩa là có thể ăn uống BBQ ở ngoài này. Wow. Rồi là cũng có hệ thống tổ chức event sự kiện ngay đây. Wow. Rồi mọi người ra tắm biển để vào đây để nghỉ ngơi này, thư giãn. Wow. Ha. Quá đẹp ha, quá mát luôn. Rồi thì lát chúng ta sẽ ăn trưa ở đây. Bây giờ mọi người ra biển nhá. Rồi, mình cùng với chị Trang. Rồi, ok. Mình dạo ra biển nhá. Đúng rồi. Cái không gian thì để lại giữ lại cũng rất là đẹp luôn, cổ đúng rồi, đúng rồi, không, nhưng mà cái thiết kế sau này cũng sẽ theo cái hướng như vậy đó. Hướng sẽ rất là đặc trưng. Cái điều đặc biệt ở đây á, em thấy là biển là có hàng dừa, nó giống như mà đi du lịch ở những cái ốc đảo Hawaii đây, sáng mà ngồi ở đây rất là đẹp này, mọi người ngồi uống cà phê rồi ăn sáng ngay ở đây luôn này, là đúng như mình nói luôn á. Chị, ở đây cái là bãi cát tự nhiên hay là sao? Đây là đang cát tự nhiên. Cát và tự nhiên bên mình có làm kè để lài thì nó nằm ở bên dưới. Wow. Dạ. Còn ở đây là tự nhiên nha. Dạ, cát bãi tự nhiên luôn. Dự án chúng ta ngay trên cái xe kia kìa. Đi xuống tận cái đồi ở đằng kia. Wow. Đó. Đúng rồi, chính xác. Qua vượt qua cái đó là kết thúc dự án của chúng ta. Tổng mặt biển của mình, dự án trên Laguna của mình là 800 mét. Còn nguyên cái phân khu chúng ta đang đứng là 17 hecta. 17 hecta, chính xác. Cái phân khu này sẽ triển khai giai đoạn 2. Dạ. Sẽ là gồm condotel, hotel và biệt thự lớn. Dạ. Với diện. Dạ. Tích lớn, với diện tích lớn, đúng rồi. Cái những cái sau này, những cái căn này là view biển này, nó có những căn khoảng tầm 1.000 mét vuông. Đúng rồi, trực. Dạ, diện biển là dinh thự, dinh thự đối diện có đến 400, 500, 700, 800, 1.000. Dạ. Hôm nay là thủy triều lên. Hôm nay thủy triều lên. Cho nên là sông lên và trong khu rừng nước nó lại rút nước đi, nhưng nó rất là tự nhiên vậy đó. Nghe mọi người nói là ra đến 50 mét thì nó mới lên đây của mình. Dạ. Còn nó rất là lài. Dạ. Biển này là rất là lài. Dạ. Cái cát này là tự nhiên á, hoàn toàn tự nhiên. Cát tự nhiên luôn chị nè. Còn ở những chỗ này là mình có bồi thêm ở cái góc dưới này thôi. Bồi thêm. Còn những cái bãi đây này là tự nhiên. Cát tự nhiên hết. Cát tự nhiên của. Vừa là bên mình mà mới trồng hàng. Mình trồng. Mình trồng cũng mới trồng năm ngoái à? Mới năm ngoái mà có đạt được rừng rất là đẹp phải không? Đúng rồi. Tới sẽ bắt đầu sẽ triển khai, qua năm sẽ bắt đầu làm sang khu này. Cái điều đặc biệt của bên mình là trước khi mà ra cái dự án cái phân khu 2 này thì mình đi qua một cái khu rừng nước đó chị. Đúng cái rồi. Này em thấy đi lên những cái chiếc cầu gỗ đó. Đúng rất rồi. Là đẹp luôn. Và đúng cảm rồi. Giác như mình đi giống như một cái giữa rừng nguyên sinh, đúng mà rồi. Rừng nước nguyên sinh đó. Cái buổi chiều hoàng hôn á thì thường ở đây có những cái cảnh mà sau này mọi người trải nghiệm rất là hấp dẫn này. Dạ. Cái chiều hoàng hôn ở biển, ở cái cầu kia á, cái nước sông nó lên cao và cái ánh mặt trời nó xuống, các bạn chụp những cái thước ảnh ở đây rất là phê. Còn ra khu rừng nước vào buổi chiều tà cò trắng nó về phủ kín cả khu rừng. Wow. Và nước cũng lên, thủy triều nó lên và cái nước nó mênh mông vậy đó. Dạ. Thì chúng ta sẽ có trải nghiệm, ví dụ như mọi người có thể câu cá, bắt cá, hoặc là thậm chí là khi nó cạn thì bên này cũng xuống như mò cua bắt ốc gì đó. Nó. Wow. Có những cái thực tế như vậy. Yeah. Thế là mình đang tạo những cái kè để mình giữ cát á chị.
Nói miếng bôi đi. Cái đơn vị vận hành là Windham á. Thì sau này họ Windham á thì họ có vận hành và họ vận hành hết. Đúng rồi. Trong cái câu chuyện của mình là toàn bộ cái phân khu mình giao cho họ là họ cải tạo và đảm bảo chuẩn 5 sao luôn. Bãi biển nó phải sạch, nó phải đẹp và họ đưa những cái hệ thống dịch vụ của họ vào đây. Thì toàn bộ những cái tiêu chuẩn từ xây dựng, từ những cái yêu cầu về kết cấu của họ là mình phải đi theo hết á. Chính xác. Còn bây giờ chúng ta vì sao nó có một cái hay ở chỗ là hôm nay khách đến khách sẽ thấy là nguyên sơ của chúng tôi nó là như vậy. Và cái giữ ở đây là chúng tôi vẫn phải giữ những cái gì là nguyên sơ, còn chúng ta sẽ tái tạo nó theo một cái thiên hướng là đẹp và chuẩn để sau này chúng ta khai thác dịch vụ nó tốt hơn và mọi người sẽ hưởng những cái gì đấy nó thỏa mãn hơn á. Thì cái kết cấu những cái khu này và các tiện ích cụ thể là nó sẽ rơi vào tầm tháng 4 năm sau, chúng ta sẽ có trọn bộ cho toàn dự án, trọn vẹn cả thiết kế, cả tiện ích, cả những cái TV, tức là show cho khách hoàn toàn luôn. Đến thời điểm đấy cái sự hấp dẫn nó sẽ lên rất là cao. Cho nên những khách hàng mua tại thời điểm này lý giải cho họ là anh chị sẽ được hưởng những cái chính sách giá tốt, những cái sách ưu đãi chiết khấu tốt, nhưng sang thời điểm đó thì có thể là cũng chưa chắc đã tồn tại những cái suất như vậy để cho khách đâu. Cho nên là đợt này chủ đầu tư sẽ ra những chính sách tốt nhất cho khách mua tại thời điểm này. Còn sang tháng 4 á, thì mọi người sẽ nhận được một cái bộ full. Nó sẽ đẹp đủ toàn bộ câu chuyện để nói, đủ hình ảnh, đủ tài liệu. Tức là không thiếu một cái gì hết cho chúng ta để chúng ta chia sẻ với khách. Và đến khi đó dự án chúng ta còn đẹp nữa. Chúng ta sẽ tốc độ xây dựng và phủ cảnh quan nó rất là nhanh. Ví dụ như là cái khu hồ bơi tầm khoảng 2 tháng nữa chúng ta sẽ làm đẹp luôn cái khu tiện ích của khu A. Sẽ lên rừng, lên cỏ, tức là sẽ làm sạch sẽ và tốc độ xây dựng cũng lên sẽ rất là nhanh. Khu B sang năm cũng sẽ bắt đầu là chúng ta làm luôn. Làm căn mẫu với khu B trước ha. Những cái biệt thự sẽ có mẫu trước vào năm sau để cho khách trải nghiệm. Còn nếu như tại Sewari Hồ Chí Minh mình cũng làm những cái căn mẫu nội thất bên trong á. Ở Hồ Chí Minh là mình có luôn. Đúng rồi. Có thể là mẫu cho condotel hay hotel gì đó. Thêm một số cái chất lượng nội thất để cho khách cảm nhận là cái nội thất chất lượng nó là như vậy. Em thấy cái đợt đầu có một cái điều rất là hay ở cái dự án bên mình á, là có pháp lý và có sổ. Chính xác. Cái điều đó là bây giờ là pháp lý đã hoàn chỉnh hết toàn bộ. Đúng rồi. Tức là bây giờ là pháp lý của riêng phân khu A 169 căn là pháp lý đã ra sổ từng căn rồi. Còn ở đây là ví dụ như cái giấy phép xây dựng đủ bán hàng thì mình có sẵn từ lâu rồi. Chỉ có cái 169 là mình ra từng sổ. Coi như bộ pháp lý là chính xác, chính xác, chính xác, rồi. Đúng rồi. Giờ mình chỉ có việc là bán hàng thôi. Chính xác, đúng khách rồi. Hàng vào nếu mà thanh toán nhanh cũng có thể là chính xác được luôn. Đúng rồi. Con sổ vô liên tay luôn. Đúng. Nếu mà mua gọi là mua biệt thự nghỉ dưỡng sát biển, đúng, pháp lý nó chuẩn như vậy thì không còn gì vặn nữa phải không? Đúng rồi, chính xác. Nghĩa là khách muốn nhận nhà ngay để ra sổ là có luôn. Còn sổ thường trao đấu trong vòng 6 tháng. Theo cái quy trình về pháp lý nó có những cái bước chuyển giao á, thì cái đấy theo quy định chung rồi. Thì mong muốn của khách hàng ở đây là thường thường là mua và cho thuê lại. Đơn vị Vinham của mình là vận hành theo cái hình thức nào và chia sẻ cam kết lợi nhuận như thế nào? Thì cái phần mà như mình nói á, để chi tiết cụ thể thì sang tuần sẽ có thông tin chính thức. Nhưng mà đâu đó ví dụ như chia lợi nhuận thì mình có thể chia sẻ theo chương trình 75-25. Khách hàng 75% và chủ đầu tư 25%, tất cả sẽ minh bạch. Tức là ví dụ như Vinham họ sẽ có đưa những cái hệ thống kiểm toán như Big Four vào, sẽ làm rõ câu chuyện để cho khách hàng yên tâm, là nó có sự minh bạch nhất định để khách yên tâm, để khách có thể khách đầu tư. Chia sẻ lợi nhuận luôn và đúng tất cả những cái căn một số khu là khách hàng rồi và có những cái chính sách cho khách khi tham gia chương trình thì câu chuyện đó chúng ta cũng làm rõ là khách tham gia cho thuê với không cho thuê nó sẽ khác nhau như thế nào. Và một điều mọi người yên tâm, khách yên tâm là khi khách mua bất kỳ sản phẩm nào của dự án thì khách sẽ được sử dụng hết toàn bộ cái tiện ích nguyên dự án chứ không chỉ riêng khu nào hết. Sử dụng chung tất cả tiện ích và do Windham là người chính xác, do Windham và Ren miễn phí và không mất một cái chi phí nào trừ những dịch vụ mà thu phí. Thì khách hàng sẽ trả phí sẽ trên cái chương trình được chiết khấu, ví dụ như giảm 10-15% gì đó. Thì cũng sẽ có mức như vậy. Nó sẽ có những cái sự khác biệt như thế. Ví dụ như khách không tham gia vận hành thì khi trả những cái khoản thanh toán chi phí thì họ có thể thấp hơn những cái khách mà tham gia vận hành chẳng hạn. Thì họ sẽ có những cái câu chuyện riêng để cho khách lựa chọn. Quá tuyệt vời. Khi sở hữu ở đây là không ngại gì về pháp lý. Đúng rồi. Được và cam kết cho thuê. Chính xác. Và thứ ba là một trong một cái vùng cam thể, kết một cái tiêu chuẩn 5 sao. Và cái khu nguyên sinh, tất cả mọi thứ tự nhiên đây sẽ được giữ. Em thấy trong nhìn nói về gọi là khu rừng nguyên sinh thì em thấy ở đây hiện tại nó còn nguyên sinh quá và dự kiến sau này khi mà mình hình thành và phát triển thì mức độ phần trăm mà xây dựng được khoảng bao nhiêu? Tức là về nguyên sinh chúng ta là chúng ta không có tỷ lệ xây dựng ở đó, có thể chúng ta dựng những cái chòi, những cái mang tính chất là chúng ta sẽ không đưa công tác xây dựng vào trong đó, nhưng như chúng ta có tái tạo và cải tạo thôi. Nếu đâu đó có thể bạn hình dung là
tầm tỷ lệ 10-20% gì đó. Nhưng mà mang tính chất là chúng ta không xây. Mà ví dụ như trục đường thì chúng ta hoàn thiện này. Ví dụ như cái chòi mang tính chất dịch vụ chúng ta dựng nên theo một cái mô hình này nhất định nào đó cũng sẽ không mang tính chất bê tông đâu. Có thể là mang tính chất như các bạn nhìn thấy đây, lợp lợp lá dừa, dừa nước chẳng hạn, hay một cái gì đấy để khách tạo một cái cảm giác thiền, yoga, retreat, wellness gì đó. Thì đó sẽ là mình phải nhờ vào những cái đơn vị dịch vụ spa tốt, có thương hiệu để họ vào, họ tư vấn, họ triển khai cho. Cho em hỏi sơ qua là tổng cả rừng Nguyên Sơn và cái dự án bên mình thì tổng bao nhiêu hectare? Hiện nay là bạn hình dung nếu tổng đúng nghĩa pháp lý bây giờ chúng ta chạy giai đoạn 1 là tầm hơn 40 hectare. 40 hectare. Còn giai đoạn mở rộng thì đấy là câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ nói. Chính xác. Hiện tại ở đây là một cái khu quần thể, nguyên mặt tiền biển, trải dài mặt tiền biển 800 và đến 40 hectare. Đúng rồi. Quá rộng không? Chính xác. Dạ. Thì cái tất cả các giai đoạn mình là dự kiến như nào? Đi vào hoạt động hết không? Nếu mà để đi vào hoạt động cái giai đoạn 1 á, như chị nói là đâu đó khoảng cuối 2023. Dự kiến là cuối 2023 chúng ta sẽ mục tiêu là sẽ vận hành hết toàn bộ dự án này cho cái giai đoạn khu A và phân khu B. Còn cái mở rộng thì chúng ta sẽ bàn sau ha. Còn hotel thì sao? Đó cũng sẽ đi vào cái hệ thống như vậy luôn. Có nghĩa là phân khu B này qua năm đầu năm sau chúng ta sẽ khởi công sẽ xây dựng. Chính xác. Cái này chúng ta sẽ làm vào cái gì? Cái này toàn bộ khu này mình gọi một tên là Laguna thôi, chứ còn những cái phân khu thì nó đặt tên khác. Hiện nay là tạm thời khu A chúng ta sẽ gọi là Windham Grand Laguna Bình Châu. Còn nếu cả nguyên cả khu này cũng tức là ở đấy là một câu chuyện, chúng ta sẽ viết một cái câu chuyện khác cho tổng thể. Thì cái tên nó có thể vẫn giữ nguyên, nhưng cũng có thể là nó có một cái sự thêm phát nào đó. Nhưng mà Windham Grand Laguna Bình Châu là nó sẽ sử dụng cho dự án của chúng ta. Bởi vì cái Windham Grand là yêu cầu của bên vận hành, tên họ phải đặt trước. Còn Laguna Bình Châu là một cái câu chuyện riêng của dự án chúng ta rồi. Ví dụ như bây giờ tên miền cho dự án hay là lagunabinhchau.com.